Vâng, xin chào bác, đến kênh 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 xe lạc. Hôm nay giới thiệu bác một mẫu touring có ẩm sóc của dòng Meridian. Bằng thương hiệu Meridian thì không còn gì xa lạ đối với bác xe đạp lâu năm nữa rồi. Thì đây là một mẫu touring mới về bên em, với cái màu rất là nổi bật, cái tông màu xanh chuối luôn nhá. Vâng, đây là mẫu Meridian có ẩm sóc bên em mới về, phù hợp các bác đi đường trường hoặc đi đường gù ghề đều là phù hợp. Với cái màu rất là nổi bật, cái màu xanh chuối. Và bây giờ xin mời anh em tổng thể chiếc xe. Tổng thể chiếc xe thì em đoán là tổng thể nó rơi khoảng tầm 85% xe. Xe đã qua quá trình hình dục nhưng đâu mà là không phải cái sức vỏ cái khung xe đâu mà là không ảnh hưởng đến xe cả. Xe làm từ hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm siêu nhẹ. Đây có một cái xước đây. Tuy trong quá trình sử dụng nó mà không tổng thể xe vẫn đẹp nhá, không ảnh hưởng đến xe cả. Đây là một mẫu Meridian có giảm sóc bên em mới về. Xe được trang bị với cổ gật gù chính hãng của Meridian. Đây luôn có đường cong của cổ cốt đây làm mà tăng giảm. Các bác đi có thể đi đường trường hoặc đường đồi núi và giảm tốc cho độ nhún ngồi của người xe đặt cho tư thế ngồi thoải mái không bị gò bó. Thì đây nó có cái độ, đây là góc độ của xe đây, lên xuống theo tùy chỉnh theo người sử dụng, rất là cao cấp các bác nhé. Đây là cũng cao su đúc chính hãng nguyên bản theo xe. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano, tay bấm Shimano 8 tầng lip chính hãng nguyên bản trong xe. Và bên tay phải em là tay lắm cũng là chính hãng của Shimano, 3 tầng đĩa. Đằng trước xe thì biểu tượng logo mọi thứ của Meridian. Đây là một dòng Meridian Touring có giảm sóc, là cho các bác đi dòng đường trường và dòng gồ ghề bên em mới về. Giảm sóc qua chính hãng của xe, giảm sóc còn rất là đẹp luôn nhá. Vành nhôm chính hãng nguyên bản theo xe, vành nhôm hai lớp. Và nhôm hai lớp chính hãng nguyên bản cho xe, rất là mới, vành của Meridian, vành chính hãng của Meridian luôn. Và lốp cũng còn là rất là mới nha, lốp chính hãng của Meridian. Tất cả xe là đồ là còn nguyên zin. Đây là lốp thông số cơ bản của xe. Kích thước lốp là 700x32C. To hơn lốp Touring một chút vì nó là dòng xe có giảm sóc. Bình thường là lốp 700x28 thì đây kích thước hơn 0.4. Lốp còn rất là mới, lốp của chính hãng Meridian luôn. Vành là lốp của Meridian, vành nhôm. Đùi đĩa nhôm. Gạt đĩa Shimano Touring chính hãng các bản theo xe. Mã vạch của xe, QR code và mã thông số của xe cùng nguyên bản trên thông số size xe. Xe có chiều cao khung là size 44. Chiều cao của khung là 44 tức là size S. Thế là có 3m6 1m7. Bên ngoài đĩa thì có bộ trắng đĩa đây, chúng ta đập của đĩa gato nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với cấu hình Shimano Tourate chính hãng bản theo xe, trang bị với 8 tầng lip, 3 tầng đĩa. Các bộ điều động của xe 24 tốc độ. Và đằng sau xe cũng được sử dụng với cặp vành nguyên bản theo xe của Meridian, lốp Meridian, yên và gọc yên nguyên bản theo xe.
Còn bây giờ xin mời đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên nít. Vâng, xe sử dụng rất là mượt mà. Xuống nít. Bên phải em là 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, rất chân thu và mượt mà. Đây là một mẫu cô linh có giảm sóc dòng Media bên em mới về. Vâng, xe có giá rất tốt bên em là 5.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm bên em thì em qua Zalo 0975 709 943, hoặc trên YouTube tìm kênh xe đạp nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trên ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ đấy. Có bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đấy. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh, và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.